ông chồng ông có một cô vợ làm ở trong công ty, rồi ông nghi ngờ là vợ ông có mối quan hệ khác ở bên trong công ty đó. Ông đã nói với cô vợ này nhiều lần nhưng mà cô vợ này vẫn chối là không có chuyện gì hết. Sau đó người chồng này mới nhờ một người ở trong công ty đó quay phim và chụp hình lại những cái hình ảnh, những cái cử chỉ thân mật của cô vợ và cùng với nhân tình. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Vợ Chồng Em. Em đang trên đường đi đến Hồ Thiên Nga. Ở nơi đây có một cái Hồ Thiên Nga khá là đẹp. Mời cả nhà cùng với em đến đó để mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Cũng như em cũng có một cái câu chuyện cũng gần gần ở đó vừa mới xảy ra. Em sẽ kể lại cho cả nhà cùng nghe. Đây là toàn bộ cái khung cảnh ở bên đường đi vào cái hồ, mà ở đây rất là thưa người. Như cả nhà cũng thấy, ở đằng kia, xa xa đằng kia mới có một người câu cá. Và đoạn đường này thì em nghe là rất là nhiều trường hợp xảy ra tình trạng cướp bóc ở đây rồi, cho nên là ban đêm hầu như là người dân không có đi qua lại. Và ở xa xa đằng kia cả nhà, ở đằng kia đó có một cái rào chắn, ban đêm người ta sẽ kéo lại, người ta không có cho những người dân không phải khu vực này vào đây, bởi vì người ta không có muốn những cái trường hợp xấu xảy ra nữa. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành đi vào bên trong cái hồ. Đây có một người đang đánh bắt cá, với bên kia là hai bạn nữa đang mới vừa chạy xe vào như đi giăng lưới á. Trước mặt kia là chính là cái hồ ha cả nhà ha. Em nghe thông tin rồi, đã có một bạn bị té dưới rồi, bây giờ em nghe nói là nhà nước đã làm bản biển cấm luôn thì đúng rồi cả nhà ơi. Một tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng em cũng đã tới được cái bờ hồ. Nơi đây là cảnh đẹp rất lắm và khung cảnh rất là chill. Rất nhiều bạn ở trên thành phố cũng như là người dân ở trong khu vực này đến đây để mà chụp hình selfie. Rồi cũng có nhiều YouTuber đến đây để làm nhiều cái dự án, những cái đề tài giống như là vlog rồi quay phong cảnh. Và lúc trước á, em với vợ em có chụp hình ở bên kia. Và lúc đó là cái đường đi ra đi vào ở gần đó đó không có rào lại. Hôm qua vợ em về nói ở nơi đây tuần trước hay là sau đó có một nhóm bạn ở trên thành phố về đây chơi, rồi không biết chụp hình tắm như thế nào đó mà có một bạn xuống dưới tắm nước rồi ở dưới luôn không có lên được. Và bây giờ thì em vào tới đây thì cái đường vào đã bị nhà nước người ta rào lại rồi, em phải đi một con đường tắt đi vào trong đây. Cả nhà thấy là toàn bộ khung cảnh đây, mặc dù ở đây đắng nhưng mà em đang đứng ở trên cao và gió tự nhiên nó thổi tới rất là đã. Ở nơi đây gió hơi nhiều, nếu như mà những cái lời nói của em mà nó có bị ồ, nó không nghe rõ thì em cũng mong cả nhà thông cảm cho em. Làn nước ở nơi đây trong xanh, ở ngoài kia thì xanh cái kiểu đậm hơn, còn ở trong đây là có cát cho nên là nó có cái màu lợt hơn một chút, nhưng mà nói chung là rất là đẹp. Để một chút nữa em đi xuống dưới, em đi lại gần đằng kia để em quay ha. Và cả nhà thấy xa xa đằng kia mới còn một căn nhà, và con ở căn nhà đằng đó muốn đi ra lúc trước á, là phải đi con đường này đi đi ra, mà bây giờ nhà nước rào lại đằng đó rồi cho nên em nghĩ không có đi ra được.
mà phải đi một con đường vòng đằng kia. Xa xa ở dưới cái bãi thô đằng kia vẫn còn một cái tấm bảng cấm không cho bơi lội nữa. Thật sự cái cảm giác của em bây giờ ngồi hiện tại ở nơi đây rất là thoải mái cả nhà ơi. Gió thổi ở bên ngoài vào, rồi tiếng róc rách từ sóng nước va vào bờ nghe rất là đã. Ở xa đằng kia đó chính là cái cây chòi mà hồi xưa người ta, lúc em vào đây á, là người ta đang ở đây người ta giữ không cho người bên ngoài vào. Lúc đó những chiếc xe mà lấy đất từ ở dưới đây nè ra ngoài kia để mà san lấp vẫn còn hoạt động, và người những cái dự chủ đầu tư dự án người ta mới cho người ở đây giữ. Thứ nhất là giữ về tài sản, thứ hai là không có cho người dân xuống dưới đây. Tại lúc đó ở đây là nước nó không có được nhiều như vậy, nhưng mà nó có rất là nhiều sình. Và tới bây giờ luôn, khi mà không còn người quản lý thì những cái người mà người ta đến đây để mà người ta tắm, người ta chụp hình, và cũng có một số người không biết bơi cứ ý rằng ở dưới đây là mình lội xuống dưới rồi mình dễ lên, nhưng mà không phải đâu. Hôm bữa em đi lên đây nè, em có lội ở đằng gốc đằng đẵng á, thấy nó như vậy nhưng mà dưới nó nhão nhẹt à. Mình lội xuống dưới là nếu mà người không biết bơi mà lúng túng mà không có đi lên được, khả năng là sẽ nguy hiểm đến tính mạng á. Tấm bảng này là vừa mới được dựng lên là cả nhà ơi, thì rõ ràng là nhà nước thấy cái khu này nó rất là nguy hiểm cho nên là đã dựng tấm bảng, cũng như là bên ngoài kia có một cái hàng rào trắng không có cho những cái bạn mà không biết bơi với lại những cái người mà không có giữ gìn vệ sinh á. Ở đây họ đến đây nè, họ ăn uống rồi họ thả những cái rác xuống dưới hồ. Mặc dù cái hồ này là cái hồ không phải tự nhiên mà do con người múc ra, nhưng dù sao gì chúng ta cũng phải giữ gìn vệ sinh. Và ở đằng kia Tùng thấy là có một cái đôi giày nằm ở trên, không biết là đôi giày đó là như thế nào. Xung quanh bờ hồ bây giờ là rất là nhiều rác ở bên đây, và ở ngay cái hướng này cũng vậy nữa nè. Hồi nãy Tùng nói có một cái đôi giày, và đây chính là đôi giày ha, mà đôi giày này là đôi giày của nữ nữa. Mình thấy để đây một cặp rồi, không biết chủ nhân của đôi giày này để quên hay là một cái nguyên nhân gì đó. Lúc mà em làm đoạn giới thiệu, em có giới thiệu là hôm nay lên đây, sẵn đó em kể cho cả nhà nghe cái vụ việc đánh ghen ở đằng kia. Ở đằng công ty cũng gần cái hồ này thôi, nhưng mà nãy giờ em lên đây em lo em quay không em cũng quên. Chuyện là một ông chồng, ổng có một cô vợ làm ở trong công ty. Rồi ổng nghi ngờ là vợ ổng có mối quan hệ khác ở bên trong công ty đó. Ổng đã nói với cô vợ này nhiều lần nhưng mà cô vợ này vẫn chối là không có chuyện gì hết. Sau đó người chồng này mới nhờ một người ở trong công ty đó quay phim và chụp hình lại những cái hình ảnh, những cái cử chỉ thân mật của cô vợ và cùng với nhân tình. Sau khi mà gửi cho ông chồng này xem thì ổng rất là nóng giận. Ngày hôm sau á, nghe đâu là ổng tới công ty, ổng chặn đường cái tình địch của ổng á. Khi mà người đó vừa bước ra công ty thì ổng đã dùng những cái vật sắt á, ổng vào ổng làm cho mấy phát. Và kết quả mình nghe đâu là bộ lòng đã lội ra ngoài luôn. Thực sự là chuyện đó rất là ghê rợn đó cả nhà. Em nghĩ thì tình cảm mà đã không còn nữa thì thôi mình nên giải thoát cho nhau. Chứ có đâu mà đến mức phải ra tay với đối phương. Còn cô vợ này đã không còn tình cảm với ông chồng nữa thì thôi, mình nên nói thẳng với người chồng mà bây giờ tôi không ở với anh nữa. Vấn đề đó thì cũng dễ giải quyết thôi. Ông chồng này không biết vì cái lý do gì đó mà ông tức quá, ông cư xử một cách gọi là mất kiểm soát. Một người thì ra đi vĩnh viễn, còn một người thì sống một cuộc đời ở trong tù, thậm chí khả năng ở trong tù còn không có nữa.
Và cả nhà cũng thấy đây là cái hồ xung quanh ha, rất là đẹp luôn. Và ở cánh chỗ này đây, hồi nãy Tùng cũng có zoom lại một hai khung hình cho cả nhà mình xem á. Ở nơi đó chắc có lẽ là cái chuyện mà người xuống đây tắm rồi không lên được, chuyện đó thì ngoài ý muốn rồi. Bởi vậy cho nên là những cái bạn nhỏ, những cái anh chị mà không biết bơi, mình hạn chế đi ra những cái bờ hồ sông suối mà gọi là sâu. Thì đó mình thấy như vậy nè, chứ mà thật sự mà xuống dưới đó đi rồi một hôm nữa mình quýu dồ quýu cẳng mình không có lên được. Chính đích thân em đây, em lúc trước ở chỗ này nè, nó có một cái vòm ra như thế này, em lội xuống dưới đó xong rồi em với vợ em chụp hình. Cuối cùng là em là dân đồng ruộng, em là dân biết bơi nha, mà hơi nó em lội từ đó em lội lên nó đã đuối dò rồi, huống chi là dân thành phố hoặc là những người dân không biết bơi, xuống dưới đó thì không có biết cách để mà lên được thì càng nguy hiểm hơn. Rồi em mời cả nhà nhìn lại cái khung cảnh này một lần nữa ha. Chắc có lẽ là chiều nay em sẽ về, em đi ra ruộng em bắt vài con cua, với lại nếu mà được thì kiếm bị mớ cá. Nhưng mà thật sự em nói cả nhà đừng có cười em, chứ em bắt cua ở trong hang, bắt cá trong hang này được, còn mà lội ở ngoài đồng ngoài ruộng thì em không có xác cá cả nhà ơi. Rồi cái video mà em quay lại cái khung cảnh em giới thiệu với cả nhà về cái hồ Thiên Nga em xin được kết thúc ở đây. Rồi một lần nữa em xin kính chúc toàn thể mọi người trên kênh thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công.